Theo thông tin từ AFP, một vụ nổ súng đã xảy ra tại một tòa nhà ở Auckland, chỉ vài giờ trước lễ khai mạc World Cup nữ 2023 tại sân Eden Park, nơi diễn ra trận đấu mở màn giữa đội chủ nhà New Zealand và Na Uy. Các thông tin ban đầu cho biết có ít nhất 3 người thiệt mạng, bao gồm kẻ nổ súng, và 6 người bị thương. Sau vụ nổ súng gây sốc, Thủ tướng New Zealand Chris Hipkins đã xác nhận rằng lễ khai mạc World Cup nữ vẫn diễn ra theo kế hoạch lúc 12 giờ hôm nay theo giờ Việt Nam. Tuy nhiên, sự cố này đã khiến các đội tuyển lo lắng, đặc biệt là một đội gần hiện trường. Bóng đá New Zealand bàng hoàng trước vụ việc tại Auckland sáng cùng ngày. Liên đoàn bóng đá New Zealand đã xác nhận rằng tất cả cầu thủ và nhân viên của đội tuyển nữ New Zealand có biệt danh là Football Fern đều an toàn. Đội Na Uy đang lưu trú gần nơi vụ nổ súng, cũng cho biết các thành viên của họ vẫn trong tâm thế tinh thần tốt dù đã bị tiếng trực thăng và xe cấp cứu đánh thức. Maren Mulder, đội trưởng của đội tuyển nữ Na Uy, cho biết ban đầu họ không biết chuyện gì đang xảy ra, nhưng sau đó đã nhận được thông tin cập nhật từ truyền hình và phương tiện truyền thông địa phương. Maren Mulder cũng bày tỏ sự bình tĩnh và tin tưởng vào hệ thống an ninh tốt của FIFA và nhân viên an ninh riêng trong đội. Lịch thi đấu của đội tuyển nữ Việt Nam tại World Cup nữ 2023 vẫn tiếp tục diễn ra theo kế hoạch.